Ở lại đây. Mình phải đi làm, ba nhận đi làm á. Tớ hỏi là trước khi đi học phải làm gì? Ăn hết đây, mỗi người một miếng ăn hết cái này đi. Hai ba chuẩn bị vô. Phải chở. Đây. Phải chủ lắm còn. Phải chở mấy em đi. Đúng rồi. Yeah. Chính ủa xác. Chở mấy em đi, rước mấy chị đi á. Cậu ơi, rước mấy chị á. Rước cái gì cho bớt nó làm gì nữa. Rồi, tới lên. Còn gì nữa không? Không để con, không nhớ đến bây giờ trời. Lắm, rước mấy chị sao ra làm gì nữa. Không nhớ hả? Ủa, mình không ăn cơm hả? Về nhà. Mình không ăn sáng hả? Đúng, về nhà. Trước khi đi học mà về nhà cái gì? Mình ăn sáng nữa chị. Vô trường. Ăn sáng chưa? Ăn sáng. Hai con nhà con á. Đố về con hai con mình chạy mình đi trước. Nói gì? Mi nói là con gà sau nó đi trước, còn con gà trước nó đi bên đâu? Đi đâu? Con gà con không biết. Ăn gạo. Hay dữ ta. Không biết ăn gạo à? Không biết. Con đốt dẹo có một cái cây mà nó có một trái táo. Còn cái còn hai cái cây bên kia mà nó hai có hai trái táo. Còn cái cây bên kia nó có bao nhiêu trái táo? Đốt dẹo. Để nó lại rồi. Có một cái nè, có một cái cây đó có một trái táo. Mà hai cây kia nó có hai trái táo, còn một cây kia nó có mấy trái táo? Còn một cái kia là mấy? Nó lại lần nữa rồi, nó lại lần cuối. Là một cái cây táo nè, nó có một quả táo. Rồi. Hai cây táo kia có hai cây táo. Còn một cây táo kia là nó bao nhiêu cây táo? Một. Còn ở đấy kia anh? Hai. Ba. Không, bốn. Sao bốn? Đúng rồi. Thầy đố mà. Ốp dẻo. Thầy đố là vậy hả? Ăn hết đồ ăn rồi. Hết rồi. Còn lại mấy chi? Chiều ăn tiếp. Trời ơi. Ăn giờ no rồi, phải chiều ăn tiếp. Ốp dẻo mà ngồi đây đố đi. Ngồi đố đi và rửa tay rửa chân đi ngủ đi kìa. Rửa tay đây này, nãy tay dính cái mắm hôi cuối rồi. Con thích ngủ với ngoài. Ngủ với ngoài nhé. Ngủ. Bây giờ muốn ngủ rồi xong đúng không? Dạ. Con cũng vậy. Con muốn ngủ ngoài sân luôn đúng không? Ngồi đó mở cửa ra ngoài sân ngủ. Tôi vẫn bắt luôn. Đúng rồi, thằng Bi nó chính xác. Ngủ xong rồi âm dạm đi nghe. Em hốt đi luôn. Hốt đi con mấy cô bác ném ném tổng tiếng mày đi vô bác. Thôi thôi ném được. Được, mấy cô bác câu ném vô. Con chạy lại ổng không? Dạ. Con chạy lại ổng không? Là sao? Con chạy lại ổng không? Lại chứ. Chạy hết sức luôn. Chạy thử coi gì đúng rồi, chạy thử coi. Chạy thử coi. Thôi chạy thử coi. Cỡ lắm. Sao mất cỡ? Coi vậy được á. Thôi. Anh hai nó dí thì để con nó chạy lại không? Con biết, con nói là ông vợ ơi, bắt con đi xin nó rồi con dụ luôn. Ông nó nhảy gai thì kìa chích vô. Ủa con nghĩ dễ dụ lắm hả? Dễ. Ông già này người ta phải lớn rồi, người ta phải biết hơn con là còn nhỏ rồi sao con dụ được, đúng không? Ông già hả? Tất nhiên. Cái gì ngủ ngoài đường. Thế đó, ông già dạy nhiên thì tất nhiên mình dạy mình sẽ bỏ chạy chứ. Trả mấy cái kia đây quý vị ơi. Mấy đứa trả mấy cái này đây. Con biết á, như vậy em. Còn cái bịch đó lại cho Út. Vậy con chạy thật nhanh chiêu cứu vậy đó. Rồi quay chào tạm biệt đi, mình xuống dưới rửa tay mình đi ngủ nè. Hai ba. Bye bye. Ủa chào chưa bà đi ngủ gì vậy hả? Thôi tôi kêu chào tự nhiên biết là chạy à, kỳ ghê luôn á. Con chào chưa? Chào. Bye bye.